Biden hay Trump, ai là người tốt hơn với chúng ta? Đây là câu hỏi mà nhà báo Nga Pavel Zarubin đã đặt ra cho Tổng thống Putin trong cuộc phỏng vấn phát sóng vào tuần trước. Biden. Lý do mà Tổng thống Nga đưa ra là ông ấy giàu kinh nghiệm hơn, dễ đoán hơn và là một chính trị gia kiểu cũ. Ông Putin cũng bác bỏ các nghi vấn về tuổi tác và sức khỏe tinh thần của ông Biden. Tổng thống Nga cho biết khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần gần đây nhất ở Thụy Sĩ vào năm 2021, ông không thấy điều gì bất thường. Tuy nhiên, không phải tất cả các nhận xét của ông Putin về ông Biden đều là tích cực. Ông Putin nói việc ông Biden lên án cuộc chiến ở Ukraine là cực kỳ có hại và sai lầm. Ông Biden là người chỉ trích gay gắt ông Putin trong nhiều năm, gọi nhà lãnh đạo Nga là murderous dictator. Ngược lại, ông Trump từng nhận xét Tổng thống Putin là người thông minh và thiên tài. Trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, ông Trump đã gợi ý rằng ông và ông Putin sẽ rất hợp nhau. Ông Trump mới đây đã gây phẫn nộ khi tuyên bố sẽ khuyến khích Nga tấn công bất kỳ thành viên NATO nào bị coi là không đáp ứng các nghĩa vụ tài chính với khối. Về phía Putin, ông chốt lại rằng Nga sẽ làm việc với bất kỳ ai lấy được lòng tin của người dân Mỹ và giành được chức tổng thống. Bạn đánh giá như thế nào về phát biểu của ông Putin?